chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Ok, chào anh em. Hôm nay mình lại quay trở lại với cái máng lợn cũ rồi đây. Rồi, những người mắt to, những người mắt bé. Vậy, cái kèo vãi nồi thật. Những người mắt to gồm Ruffy, Sabo, Kuala, Chopper, Usopp, Ivan, Bero, Nami, Boa. Ok. Ruffy này. Sabo này. Boa mà mắt to. Mắt to gì? Tôi chỉ thấy tâm hồn to thôi anh em ạ. Kuala. Chopper. Chắc là mắt không hít đấy chứ. Đúng không? Chopper, Usopp, Ivan, Pero. Ui, con này phế lắm. Đúng là cặp đôi phế rồi. Ok. Boa, Nami. Ui, thấy nó to đâu. Tâm hồn to thôi. Ui, thì chết mẹ rồi. Nghịch quá. Bấm linh tay tình. Đấu mơ. Thôi cho lại cho anh em nhé. Lâu không chơi, nó bị ngáo đấy. Thông cảm anh em nhé. Rồi, tôi chọn đúng vậy đấy luôn. Đây này, tôi muốn sang bên này là chọn bikini cho anh em xem cho tươi mắt. À, tươi mắt ngay. Ok, tươi mắt của anh em phải đỡ tập trung được thì của mày. Rồi, người mắt nhỏ nào. Jinbe, dâu trắng, Shang, Mihawk. Wow. Dâu trắng, Shang, Jinbe. Ai nữa ta? Ace, Zoro, Sanji. Vậy liệu Ace, Zoro, Sanji, Kainu và... Ai ta? Thiếu một thằng kìa. Zoro, Sanji rồi mà. Còn ai nữa ta để mình đọc á? Jinbe, dâu trắng, Shang, Mihawk. 2, 4, 6, 8 ạ. Ui thiếu. Ui ông này comment thiếu. Vậy đấy. Ở trong Marco nhá. Mắt cầm một hit vậy đấy luôn. Ok bạn ơi. Ok boy. Let's do it. Rồi. Chúng ta được Magellan, Monet. Với cả ai kia thì mình không biết. Bên kia thì được cái gì chứ. Wait to nhìn rồi. Luffy が言ってた男の力。Rồi. Let's go, boy. Let's go, let's go. Không dài dòng, anh như Hải Phòng. Mình hót rồi, chùa ấy. Anh xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi, nó nói anh tuổi luôn, anh thật. Chỉ cái tuổi đấy, anh tuổi luôn. Ghê đấy. Ôi gà. Đi game 13. Không có con máy lên thần à. Lên thần à? Con máy lên thần à? Sao? Né hoài. Ông né hoài luôn á. Tôi mệt cũng lắm rồi, ông dâu trắng ạ. Ông né hoài luôn đấy. Không né hoài thế nào được. Ô, tôi gọi Shang nha, vãi cứt ạ, trốn kìa. Trốn nào được, trốn nào. Ừ.
Ôi xanh đánh mất nội năng nha anh em nhá. À, đánh mất mana nhá. Xanh đánh mất mana luôn đấy. Rayleigh kìa, sức mạnh của Rayleigh đi một mạnh em này. Đấy ạ. Xanh đánh mất nội năng nhá anh em nhá. Xanh có khả năng của mạnh đánh mất nội năng anh em nhá. Hơi căng nhá. Chào chú. Ui. Ây da. Ca đăng cái gì? Ô. Bị độc với con dai ạ. À. Bị độc với con dai ơi. Ô ca đăng cái gì? Chết đi. Ô ca đăng của chúng tôi. Nó lại trốn kìa. Ông trốn ngoài đỡ thế nào được tôi đây. Này trốn trốn lúc lên máu rồi kìa. Trời thế đéo ai chờ với ông. Một thằng đi rồi. Ông lại làm sao? Ông định trốn đi đâu nữa? Ông sâu trắng. Láo này dâu trắng với chúng tôi đéo phải dâu trắng trong phim đéo phải trốn hoài trốn thì cũng phải chết chạy trời đâu khỏi nắng đâu bạn. Samehada Shiken tôi cũng biết Samehada không ạ, không biết làm sao. Ây ạ. Ôi, mà cái con Koala nhá, mình chưa bao giờ dùng được cái Samehada, cái mả mẹ thì của nó luôn. Chưa bao giờ dùng được luôn ấy, kiểu nó toàn đỡ à. Cũng vẫn chưa biết cái trưởng Samehada của nó như nào luôn á. Ui Ace. Đấy, đánh với Ace. Không. Ô, là đứng trên độc nó không bị sao rồi. May quá mình vừa bật cái hỏa long lên. Chết bại rồi. Zoro rồi. Tôi xong rồi. Tạm biệt trời đất luôn. Ôi bạn ơi. Nạp tí nhá. Trước khi chết nhá. Nạp tí hỏa long quyền nào bạn. Nạp tí hỏa long quyền nào. Úi xồi ôi, được đấy. Ôi hình như Zoro chết luôn. Được. Được của nó luôn. Blazing Dragon King. Ôi mình nói đúng chưa? Mình đéo nhớ đâu nhưng mình nói vừa đấy. Nhưng mà đúng thật. Cái thằng gì bê này, cái gì bê này. Ui, mình thua luôn. Mày nó đấm quả này thì lên quận. Rồi luôn, ba người sau mà tao ra lũ. Úi ôi. Úi ôi. Yếu quá. Ba. Yếu quá. Mẹ, ba con mắt to yếu vãi lều ấy, thề với anh em luôn. Ông ấy chọn cho tôi quả kẹo yếu thực sự. Ui. Yếu vãi lều ơi. Mày nhơn mày đấm nó. Bố mày yếu nhưng mà mày cứ đừng đỡ này thì bố mày đánh được thôi nhá bạn nhá. Úi dồi ôi luôn. Úi dồi ôi, nó lại gọi là hack não 200 IQ. Chưa lao đến là bố mày đã tạo cái vòng xoáy không gian rồi. À, mày phải chết. Ui à mày quá. Đang gì à em? Tặng trái tim cái gì? Tặng trái tim không? Special holo? Special holo?
Mày nào, học chiêu của tao. Lợn này. Ui. Đang tinh. Ôi ôi, lại 200 IQ. Ui, con lợn này thì mình sợ lắm. Dai Huka này. Dai Huka. Sao bạn đồ, đường là bạn đô đốc, bạn là đô đốc Okidu của bạn. Các bạn yếu thế. Bạn, mình ném liên tục này. Nó hỏng rồi. Ok đấy, được của nó đấy. Được của nó đấy. Để xong. Nếu mà mẹ cho bơ này khác gì tự sát không? Không sao cả. Các bạn yếu như nhau cả. Phế vãi đây. Ôi hỏng rồi. Coi ra thí đi. Ôi dù quê. Quê. Quê ông anh. Quê ông anh. Anh ngu ti kiểu hoành tráng á bạn không. Quê ông anh. Quê vãi đái gì nữa. Áo với tao rồi. Nó đấm được ra Haki các thứ chưa? Bay vào đây. Ôi, nó không bị kìa. Ui. Có cái ulti khỏe nhất. Nó cầm cái Rayleigh. Nó cho mình mấy cái hết mana luôn. Thế là tội đồ nhá. Bay vào đây. Cái đếp của khoai tây kìa nó bay đi đâu thế? Xảy ra thế này, yếu khoai đái. Yếu quá. Game sinh ra cái thằng Usopp với thằng Chopper là cái con kẹt gì? Yếu vãi lều. Buông mặt phím. Yếu vãi đái thề luôn đấy. Phải. Mà ông kia chọn, ông kia chọn cho mình cái kèo vãi đái thật. Mày chọn người mắt to. Chọn mẹ ba con yếu mẹ hết game ạ. Đánh thế đâu được ba thằng này. Vãi đâu lại. Ui. 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 Ui ơi. Ôi ôi. Ngay từ đầu mình đã thấy cái kèo này là mình thấy bất đéo khả thi rồi. Thôi không sao. Chấp nhận. Không phải gà mãi mà yếu quá, nó không có skin đéo gì hết á. Bắt cú cái bay nhiều này. Làm tí bạn. Anh em thấy không? Thằng Marco nó bay như một con chim hư kia. Ông Chopper tù như chó. Usopp cũng không khác gì. Perona thì đéo gây đam. Mà nó lại cho mình cái kèo này. Mà nó, mà thằng Marco nó đang đánh kiểu trừ mana ấy. Anh em hiểu kiểu trừ mana không? Bạn trừ mana khó chịu cực. Mày này. Bố mày lại đấm cho. Rồi xong nhá, bay Akinu nhá, mất hết nhá. Mất hết luôn. Mất hết luôn. Hành hạ mày tí nhá. Sao? Nami Swan này. Đấy, nghe thấy không? Nami nữa. Nami còn mạnh hơn cả Usopp với cả các thứ. Ok. Để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo, anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình. Bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye.